và các bạn đang đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò dựa theo format của đài Kansai TV Nhật Bản. Chắc có lẽ là quý vị và các bạn đang rất là thắc mắc là tại sao người dẫn chương trình ngày hôm nay là Kim Thoa mà không phải là ông Mai Quyền Linh và bà Mối Cát Tường, đúng không ạ? Và câu trả lời thì sẽ có ngay bây giờ đây. Quý vị và các bạn thân mến, thời gian vừa qua thì đã có rất là nhiều các câu hỏi mà khán giả đã gửi về cho chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, đó chính là khi mà các cặp đôi họ bấm nút chọn nhau ở trên sân khấu rồi thì họ có tiếp tục tìm hiểu nhau hay không, cuộc sống hiện tại của họ như thế nào và đã có cặp đôi nào kết hôn hay chưa. Và ngày hôm nay thì chính Kim Thoa sẽ là người giải đáp những thắc mắc đó cho tất cả quý vị và các bạn nha. Theo thông tin được biết thì tại thành phố biển xinh đẹp Vũng Tàu đang có các cặp đôi chuẩn bị kết hôn, và đó là những cặp đôi nào, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nha. Hiện tại thì Kim Thoa đang có mặt ở một quán cà phê rất là xinh đẹp ở thành phố Vũng Tàu. Và được biết thông tin thì đang có một cặp đôi họ đang hẹn hò tại quán cà phê này. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu là họ là ai quý vị nha. Xin chào Quang Linh và Ngọc Anh. Em ở Vũng Tàu đúng không? Dạ đúng rồi, nhà đúng em rồi. Quê biển thì quê anh cũng quê biển. Anh có hay đi tắm biển không? Thường xuyên. Dạ, anh đi thường buổi sáng hay là buổi chiều? Anh thì thường đi, nếu đi tắm biển anh sẽ chọn lựa chọn buổi chiều. Dạ. Buổi chiều. Đã nói chuyện tình yêu đi, nói chuyện khắp. Mình cho nhau một cơ hội nhé. Dạ. Hay dắt đi luôn đi. Quang Linh và Ngọc Anh, hôm nay thì cả hai về Vũng Tàu chơi hả? Vâng ạ, cuối tuần thì bọn em sẽ về thăm nhà của gia đình của Ngọc Anh. Vũng Tàu là một thành phố đẹp và đặc biệt là ở đó có một người con gái để yêu thương. Quang Linh và Ngọc Anh là cặp đôi đã bấm nút chọn nhau trên sân khấu đúng không? Dạ. Là mất bao nhiêu thời gian thì hai bạn mới tỏ tình với nhau? Một tuần sau. Tuần hả? Không có câu trả lời chính thức anh ạ. Cái hành động. Chị đã tưởng tượng ra cái hành động đó. Nhiều cặp đôi thì họ thường xuyên gọi là đăng ảnh nè, rồi khoe người mình yêu trên Facebook. Nhưng mà đối với cặp đôi của Quang Linh và Ngọc Anh thì khá là kín tiếng, đặc biệt là Ngọc Anh á. Có lý do vì sao vậy Ngọc Anh? Em có một quan niệm là khi nào mà chuẩn bị cưới thì em mới đàng hoàng cần hơn. Vậy thì bây giờ thì hai bạn đã chuẩn bị gì cho đám cưới của mình chưa? Hai bên đã cũng có một số chuẩn bị rồi. Tháng 12 dương lịch sẽ tiến hành là kết hôn và cưới luôn. Thật sự rất là hâm mộ cặp đôi này luôn. Hy vọng thì hai bạn sẽ giữ mãi cái nụ cười này và giữ mãi cái niềm hạnh phúc này. Lời đầu tiên thì em gửi lời cảm ơn đến chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò tạo cho bọn em một cơ hội để mà bọn em có thể là tạo biến cơ hội thành cái hành động và tiến tới đến hôn nhân. Và em mong rằng những bạn trẻ khác cũng mạnh dạn hơn để có thể tham gia, để có thể tìm cho mình một hạnh phúc giống như em. Lần đầu gặp em dưới phố anh những người hôn mơ. Quý vị và các bạn có vừa nhận ra một cặp đôi nào không ạ? Đó chính là cặp đôi Hoa Bình và Minh Nguyệt. Nếu giờ ba quen bạn gái ở Vũng Tàu thì tháng ra mấy lần? Chắc một tháng em ra được 2 lần. Đúng rồi. Tháng 2 lần thì em hơi ít chị. Tháng có 2 lần là ít rồi. Thì em muốn một tháng mấy lần? Tuần lần. Tuần lần. Được không? Tuần lần là coi như tháng 4 lần. Được biết là vừa rồi thì cả hai bạn đã đính hôn rồi đúng không? Hồi 30 tháng 4 á. Cái này cũng được ngày quá mấy tháng rồi. Rồi dự định khi nào kết hôn ạ? Tháng 5 năm sau. Tụi mình cũng đang chuẩn bị đi coi những cái chỗ chụp hình cưới, cũng đi thử một vài cái bán cưới cho cô dâu. Không thử đâu cho chú rể. Chú rể mặc sao cũng được. Chú rể. Chú rể đẹp quay sẵn rồi chắc không cần thử. Đẹp không Minh Nguyệt, đẹp không? Cũng được. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Mọi người có nhớ cái cảm giác lúc đó như thế nào không? Nói thiệt nha. Trước đi. Lúc đó trước khi mà kéo màn ra là ôi cũng không có thấy ok đâu, tại vì nói chuyện ngọt quá. Tiếng mình là nói sảng sảng vậy nè, tiếng ổng ngọt quá. Ông này ngọt hơn mình là mình không chịu rồi. Một cái hũ giấm. Chua. Trời ơi. Giả mang gì. Thế nào mà diễn tả được cái đồ chua. Quá đẹp. Mình là mình ăn đồ chua nhiều lắm nhưng mà mình cũng chịu không nổi. Bây giờ ghen chưa?
cũng cũng quen rồi, ghê quá, ghê ghê khác. À, em có một cái mùi mùi hôi cơ thể. Còn cái giọng thì cũng quen rồi. Kệ đó, người chua người ngọt cũng cũng được. Nói thật sự nói trong lòng thôi kệ tóm lại đi. Thiệt luôn á, chứ không ngờ là càng tìm hiểu là mới biết là mình hợp nhau. Thì thật ra cả hai người cũng vậy thôi đúng không? Không. Thật ra thì hồi đó thì khi mà mình thấy cái cô này là mình thấy là ưng rồi. Và mình không có muốn lựa chọn gì đó nữa. Mình có hay về đây không? Lúc trước thì mình tính là một tháng mình về hai lần, nhưng mà bây giờ là không tuần nào mình không ra được. Qua chương trình này mình thấy mình rất là may mắn. Ban đầu thì mình cũng không nghĩ là mình thật sự kiếm được một cái người phù hợp với mình, nhưng mà cứ cho mình một cơ hội, thấy là từng bước mình gặp được cái anh chàng này đây thì rất là hợp với mình. Về bản thân của mình thì mình thấy là hồi đầu mình cũng không nghĩ là mình sẽ tìm được một em xã dễ thương như thế này, nhưng mà sau khi đến chương trình, sau khi đến với những anh chị ở trong đây thì đã giúp mình rất là nhiều và từ đó tìm cho mình một người phù hợp. Thì đây là một chương trình rất là nghiêm túc và những bạn đến tham gia chương trình cũng là những bạn mong muốn tìm được một nửa cho mình. Bởi vậy các bạn cứ tự tin lên, mình nghĩ đó là cơ hội của mình thôi. Cảm ơn Hòa Bình và Minh Nguyệt đã có những chia sẻ rất là chân thật về cuộc sống của hai bạn khi mà tham gia vào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Và chương trình luôn chúc cho Hòa Bình và Minh Nguyệt sẽ mãi hạnh phúc như thế này nha. Ekip Bạn Muốn Hẹn Hò cũng đã có mặt tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để đến nhà cặp đôi mà thời gian vừa qua đã nhận được rất là nhiều sự yêu mến của tất cả quý vị và các bạn. Các bạn có còn nhớ một anh chàng bộ đội cao và to thật to và một cô nàng giáo viên bé xíu xíu không ạ? Thì có lẽ là nói đến đây thì tất cả mọi người cũng đã biết đó là ai rồi đúng không? Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào bên trong nhà của Quốc Giang để tìm hiểu xem là sau lễ ăn hỏi thì hai bạn ấy sẽ có cuộc sống như thế nào quý vị nha. Như vậy là chúng ta cũng đã có mặt tại nhà của bạn Quốc Giang. Một anh chàng mà vừa qua đã rất là gọi là gây sốt. Nếu mà em cho anh cơ hội á thì anh hứa anh sẽ lo em suốt cuộc đời. Nè, chị nổi da gà hết trơn luôn nè, thấy chưa? Chị nổi da gà hết trơn luôn á. Người đàn ông nào mà nói chị câu đó thiệt á, chị nhào vô, chị ôm, chị hôn cái chốc liền luôn. Thiệt sự luôn. Thì cái lễ ăn hỏi của mình thì vừa tổ chức được vài ngày. Là còn cái thời gian mà hai bạn kết hôn thì Giang và Vân dự định khi nào? Qua năm thì đầu tháng 4. Bây giờ mình sẽ hỏi lại một tí xíu. Cái hồi mà hai bạn còn chơi sân khấu Bạn Muốn Hẹn Hò á, đã nghe Quốc Giang nói là đã hứa luôn á. Bây giờ thí dụ như có 10 đồng mà đưa bạn gái giữ mấy đồng? Trăm 10 đồng gì? Thiệt không? Trời ơi. Thì đi chơi mà gái giữ cho khác kìa. Trời ơi, lần đầu tiên nghe người vậy luôn á. Trời, bóp bóp đưa bạn gái ra muốn xử lý sao xử lý cho nó gọn. Mà thật em sự bóp có chừng vài chục ngàn thôi. Giang đã đưa cho Vân chưa? Cũng có mà cũng chưa. Tức là bây giờ về Bà Rịa Vũng Tàu thì đưa xong về Bến Tre lấy lại đúng không? Dạ không, nha em tại vì là giống như là bạn Giang có đưa cho em, nhưng mà em nghĩ cái việc đó thì cũng không quan trọng. Nếu mà đi chơi thì em nghĩ là Giang giữ thì sẽ thoải mái hơn, tại vì em để cho anh ấy làm chủ. Tâm lý chưa? Mà về nhà thì phải nhớ thu hồi lại nha Vân nha. Quốc Giang. Dạ. Ở Bến Tre cách xa không? Gần. Gần hả? Bao nhiêu cây? Gần 300 cây số. Có 30 cây chứ mấy đúng không? Dạ đúng rồi chị. Đi bao nhiêu tiếng? Dạ, gần 6 tiếng hồ. Gần quá, gần luôn. Đi nửa buổi. Mình đi xa như vậy mình phúc hơn nhiều hơn. Được ở lại nữa. Ở gần chứ mình đi sáng đi chiều về à. Nếu như em đi xa thì được ở lại 2-3 ngày. Tiếp xúc bạn gái nhiều hơn, được đi chơi bạn gái nhiều hơn. Được tiếp xúc ông bà già vợ nữa. Thì hôm nay chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò đến đây thì rất là vui vì gặp cô chú ở nhà. Thì bây giờ Quốc Giang yêu một cô nàng ở xa thật là xa như vậy thì cô chú có ý kiến yêu xa là như vậy không, hay yêu gần để đi chung điểm không cô? Con ở đâu thì cha mẹ cũng thích thôi, vì hạnh phúc của nó mà. Cô cũng muốn sao cho Giang chụp có vợ để về trong cầm vấn kem nó lại chụp hỏi. Đi chơi, bớt đi chơi đi, để nó làm. Mình cũng thấy được cháu rồi thì cũng đi hỏi, để nôn cho cháu để cũng mong sao chung tới chụp có hạnh phúc. Ai được. Dù cuộc thay mặt gia đình, xin cảm ơn chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Hy vọng là cả Quốc Giang và cả Vân sẽ giữ mãi cái hạnh phúc này để cho tất cả các bạn đang có ý định đăng ký tham gia Bạn Muốn Hẹn Hò có thể là
mạnh dạn hơn nữa. Rồi dạ. Xin chúc con Quốc Giang và cảm ơn sẽ mãi hạnh phúc như thế này. Với những cặp đôi không bấm nút chọn nhau trên sân khấu, họ vẫn còn cơ hội tìm thấy một nửa của mình khi tham gia các buổi offline của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Và cũng đã có nhiều cặp đôi nên duyên từ những buổi offline này. Hiện tại thì Kim Thoa cũng đã có mặt tại nơi tổ chức tiệc cưới của cặp đôi Phan Hiển và Quế Trân. Một cặp đôi đã yêu kéo nhau trong buổi offline của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Và hiện tại thì đám cưới của họ sẽ tổ chức ở phía trên kia. Ngay bây giờ thì Kim Thoa sẽ mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lên để xem là tiệc cưới của họ ngày hôm nay sẽ diễn ra như thế nào quý vị nha. Ôi, xin chào. Hiển và cả Trân thì đều là cả hai không phải là cùng ở trong một cái tập phát sóng, đúng không? Và cả hai bạn là cũng được là ban biên tập chương trình lựa chọn cho một người khác. Nhưng mà cả hai người đều gặp nhau là trong một buổi offline của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò tổ chức, đúng không? Mình ghi hình trước anh Hiển, mình cũng tham gia offline trước rất là nhiều lần rồi. Thì sau này anh Hiển lên offline lần đầu thì mình cũng hay tổ chức đi chơi đồ này kia, thì mình rủ ra đồ gì đó. Đó thì cũng là gặp nhau bạn bè bình thường thôi, cũng chưa nghĩ tới cái chuyện này. Và cái sau này gặp vài lần thì bắt đầu mới có ý với nhau rồi mới quen nhau rồi vậy. Sau đó cũng chắc cũng tầm khoảng 3 tháng thì hai đứa mình yêu nhau. Thật sự là tất cả là đều nhờ chú Duyên. Và cùng một lần nữa cũng cảm ơn là ekip chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò rất là nhiều để đưa đúng mình đến vượt với nhau. Thôi vừa chia sẻ thì chắc cũng đã phần nào giải đáp được thắc mắc của các bạn về các cặp đôi sau khi tham gia vào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò rồi đúng không ạ? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trở lại sân khấu chính để gặp gỡ ông Mai Quyền Linh và bà Mối Cát Tường cùng với cặp đôi của chương trình ngày hôm nay. Giờ em thì trải qua 2 mối tình rồi. Giờ nhất là 5 tháng. Chia tay bao lâu rồi? 7 tháng rồi chị. Quen 5 tháng, chia tay 7 tháng. Chỉ cần đi với em mà liếc nhìn người khác về là bành dập rồi. Chết rồi. Rất là dễ thương thưa quý vị. Mong rằng sự kết nối của Quyền Linh Cát Tường sẽ giúp cho họ có một bước tiến xa hơn trên con đường hạnh phúc. Chúng ta sẽ đến ngay với cặp đôi của ngày hôm nay. Xin mời quý vị hạ màn. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Bạn nữ có thể giới thiệu về mình cho bạn nam nghe. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào quý vị khán giả. Em là Lê Thị Kiều Linh, năm nay em 26 tuổi. Em đến từ Đắk Lắk và hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm công việc gì? Dạ, em làm nhân viên thu hồi nợ qua điện thoại. Thu hồi nợ là phải dữ dội lắm mà. Ai còn nghĩ như anh Quyền Linh hết nên là em mới ế à. Rồi, bạn trai giới thiệu về mình đi. Dạ, xin chào quý vị khán giả, chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường và bạn cùng chơi. Em tên là Vũ Đức Tiến, em 29 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Đồng Nai. Nghề nghiệp hiện tại là nhân viên thiết kế quảng cáo. Anh đang ở đâu anh? Anh đang ở Tân Bình. À dạ. Tân Bình. Nữ có lấy vợ về Đồng Nai ở hay là ở đây làm quảng cáo? Chỗ nào mà nó ổn định kinh tế thì đúng ở rồi. Đó anh. Mình đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em thì trải qua 2 mối tình rồi. Dài nhất đó là 5 tháng. Dạ. Mối tình cuối cùng mình chia tay bao lâu rồi? Dạ, cách đây 7 tháng rồi chị. Quen 5 tháng, chia tay 7 tháng. Dài quá ha. Không hợp hay sao bạn? Dạ, không phải là không hợp đâu mà do tôn giáo đó anh. Bạn gái thì sao? Mình có bao nhiêu mối tình rồi? Chính thức thì 2 mối tình, còn rau ria thì em không đếm được. Có rau ria nữa hả? Nhiều lắm hả? Sao không đếm được? Dạ, tại vì đơn phương cũng có mà người ta thích mình cũng có, nhưng mà không hợp thì 3-4 ngày hoặc là tuần em từ chối thẳng. Mà mình ở không bao lâu rồi? Dạ, em ở không được 2 năm rồi chị. 2 năm? Dạ. Trời ơi, mà sao để ở không lâu vậy? Quen tiếp xúc thì ai cũng nói, hỏi em câu là có người yêu chưa? Em nói chưa có thì người ta không tin. Ai cũng nghĩ là em có rồi nên là ế chị. Đúng rồi đó. Nhưng mà bây giờ muốn tiến tới hôn nhân chưa hay là bao lâu nữa thì mình mới tiến tới hôn nhân được? Dạ, nếu mà tìm hiểu được mà thấy phù hợp thì khoảng cỡ 1-2 năm. Ở nhà hối thúc cho em? Dạ, má thì má cứ kêu là Tết cố gắng kiếm người về đi. Khi nào mà tao mà thấy nghe tin mày có người thì tao mua đầu heo tao mừng. Trời ơi, dữ vậy đó hả?
năng lực của mình, điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Dạ, điểm mạnh của em thì tự tin, vui vẻ, hòa đồng và em rất là tự lập. Còn điểm yếu? Điểm yếu của em là ghen. Ghen dữ lắm chị. Ghen cỡ nào lắm? Chỉ cần đi với em mà liếc nhìn người khác là về là bầm dập rồi. Chết rồi. Bạn trai có sợ bạn gái ghen quá không? Dạ cũng không chị. Tại vì em cũng không có lăng nhăng. Chắc không? Vâng, chắc không chị. Anh không có cần lăng nhăng. Ở đây cô này chỉ cần đi với cổ mà liếc ngang liếc dọc thôi là cổ đã bầm mình bầm mẩy với cổ rồi. Không có cần phải làm gì hết á. Dạ không, em chỉ nhìn cô ấy thôi, không nhìn ai khác vậy. Nhớ nha. Em ghi nhận nha anh, em ghi nhận. Bạn có ưu điểm gì, khuyết điểm gì? Ưu điểm của em là khéo tay, vui vẻ, hòa đồng, sống có trách nhiệm, biết hát nhưng mà hát không hay lắm chị. Khuyết điểm gì? Khuyết điểm là em dễ mềm lòng. Bây giờ muốn tìm cho mình một người bạn gái như thế nào? Về tính cách á, là phải vui vẻ, hòa đồng, có hiếu. Về ngoại hình á, thì cao trên 1m6. Không ốm quá, không mập quá. Khuôn mặt thì dễ nhìn, biết nấu ăn. Nhưng mà không cần phải biết là rửa chén, tại vì em là rửa chén rồi. Rồi, đơn giản vậy, bên kia có đáp ứng được không? Dạ, em biết nấu ăn và em thích cái bữa cơm của gia đình. Ngoài nấu ăn ra thì em thích làm món nhậu. Rồi, làm món nhậu nữa. Dạ, đúng rồi, làm món nhậu cho chồng tương lai, chẳng hạn. Em nghe cái yêu cầu của anh đó thì anh ơi, giờ em cao có 1m3, giờ sao anh? Thì đi giày cao hơn được em. Em có nói gì bạn gái bên đó không? Em ơi, anh không có biết nhậu sao em? Dạ thì em làm cho anh ăn mồi, em nhậu cho ạ. Nhậu dữ lắm hả? Dạ nói vậy thôi chứ em cũng đi ăn mồi là chủ yếu của chị. Bạn muốn một người bạn trai như thế nào? Đầu tiên thì em muốn người đó cùng đạo với em, sống có trách nhiệm. Ngoại hình thì tại vì em thấp nên là em muốn hy sinh đời mẹ củng cố đời con. Cao 1m7 thì càng tốt. Chào anh. Dễ thương quá. Dạ cảm ơn anh. Bây giờ mình có yêu cầu gì bên đàn trai lo lắng chăm sóc cho mình hay là thế nào không? Em nói luôn đi. Em mong muốn là vì ảnh thì có công việc ổn định. Rồi. Có thể là lo được cho gia đình. Chứ còn em không có quan trọng là gia đình ảnh giàu hay nghèo. Rồi bây giờ ảnh muốn lấy em về làm dâu đó, được không? Nếu mà được á, thì ảnh có thể là cùng em lập nghiệp ở đây. Còn nếu mà không mà có cơ hội được về Đồng Nai á, thì em phải chuyển đổi ngành nghề khác. Cũng làm dâu được đúng không? Dạ. Rồi vậy ổn rồi ha. Điều gì bạn không thích ở người đàn ông? Dạ em không thích đàn ông gia trưởng, rồi hút thuốc. Em ghen thì được nhưng mà ảnh đừng có ghen. Vô duyên. Dạ không chị. Vợ đẹp người ta nhìn mình cũng không bực mình luôn. Dạ không chị. Vậy là không thương vợ rồi? Không, không phải có mà nhưng mà người đẹp cũng có quyền ngắm thôi, giống như chị vậy. Đẹp thì người ta có quyền ngắm thôi chứ không có gì hết. Cái này cũng dễ chịu ha. Dễ chịu dễ ghê tính. Ha. Bao lâu thì mình tiến tới hôn nhân được? Dạ nếu mà được thì khoảng năm chị. Mình đã chuẩn bị được gì chưa? Dạ thì có đầy đủ hết rồi chị. Bạn cái điều gì bạn không thích nhất ở người phụ nữ? Phụ nữ keo kiệt nè, ích kỷ, đua đòi. Đua xe thế thôi. Dạ học cái này này không ổn. Cặp này là trước mắt là thấy cũng được. Em có đi với người thân không? Dạ có chị, em đi với em gái ruột với lại bạn. Rồi chào em gái ruột hả Cưng? Dạ. Dạ em xin kính chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, chào anh trai và quý vị khán giả. Rồi chào em dạ. Thấy là anh trai bên đó như thế nào? Em thấy là anh này rất là hiền. Chị em thích tham gia chương trình này lắm nhưng mà không có dám tham gia. Nhìn chị em nói tự tin vậy thôi nhưng mà em thấy là chị em không có tự tin đâu, rất là tự ti về bản thân mình. Nên là em đã bí mật tự đăng ký, gửi mail cho chương trình để đăng ký cho chị em tham gia. Khi mấy chị biên tập á, gửi mail về cho chị em á, nói đi casting thì chị em mới ngạc nhiên, mới hỏi em là ủa chị đâu có đăng ký tham gia chương trình đâu mà sao được gọi đi casting. Cái xong rồi em mới thú thật là em đăng ký cho chị á, lên thành phố này thì cũng có hai chị em mà không có người thân họ hàng vậy đó. Chị nhiều khi lo nuôi em ăn học á, nên là chị em không có lo cho tương lai, không có cho lo cho hạnh phúc của mình. Nên là em muốn á, đây là cái thời điểm mà chị cần một người chăm lo cho hạnh phúc riêng của chị rồi. Em có thể tự lập được. Là em mong nếu như mà anh chị có duyên đến được với nhau thì anh sẽ là bờ vai để cho chị em nương tựa, che chở và chăm sóc cho chị em đến chặng đường còn lại. Em xin cảm ơn. Hay quá. Trời quá, có em dễ thương quá, trời quá đất luôn à. Có nói gì với em gái tương lai đi. Thì đầu tiên là anh cũng xin cảm ơn em. Thì anh sẽ, nếu mà hai đứa đến với nhau thì anh sẽ chăm lo cho vợ của anh chu đáo.
Hôm nay bà có đi với ai không? Dạ em đi với mẹ em. Dạ chào cô. Tôi là mẹ của em Tiến. Dạ. Tôi từ Đồng Nai xuống. Thì mẹ thấy là cô gái đây cũng được, cũng xinh xắn đấy. Nhưng mà cô gái thì muốn chồng mình quan tâm đến mình. Mà cô gái lại ghen như vậy thì hơi ích kỷ một tí. Dạ con chào bác ạ. Thì cái tính con á, con còn chia sẻ xíu cho bác á, là cái con nói vậy thôi. Nhưng mà con cũng biết là cái nào là mình nên làm, cái nào là mình không nên làm. Nếu mà con mà tự tin vào bản thân con á, thì con không có sợ ảnh là đi ra ngoài đường là phải nhìn này nhìn nọ. Nếu mà có thời gian mà để tiếp xúc mà hiểu con rồi á, thì mọi người sẽ rất là quý con. Con mong là sẽ có cơ hội để bác hiểu được con nhiều hơn. Nói thật ra cô gái biết làm đồ ăn giỏi thì tôi cũng thích lắm á. Dạ. Dạ, cảm ơn. Vậy là quá tốt rồi. Của bác ha. Vậy ha. Bây giờ ăn thua hai bạn gặp nhau thôi. Kéo màn lên. Chào anh. Đầu tiên nhân dịp gặp mặt anh có món quà tặng em. Và anh có kèm theo một bài hát. Dạ em cảm ơn anh ạ. Ánh mắt yêu thương ta trao phút giây ban đầu, cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu nhau rồi, mình cùng chung lối nhé em người ơi. Em có thể giải thích cái bức tranh mà em tặng cho cô gái ấy? Dạ, cái bức tranh này là tự em làm. Trong người em là sẵn có chữ nhẫn rồi, thì em muốn là tặng cho người phụ nữ bên kia chữ nhẫn. Biết nhẫn nào. Anh yên tâm, tại vì cái chữ nhẫn này là em cũng rất thích. Tại vì em cũng là một người khá là kiên trì và nhẫn nại. Chúng ta sẽ có cảm nhận về nhau. Em thấy anh sao? Dạ, em thấy anh cũng được. Cũng hiền. Em nghĩ là có bác ở đây nữa thì chắc anh cũng là một người của gia đình, một được. Người con hiếu thảo thì em rất là thích điều đó. Đúng rồi. Dạ. Hiện tại thì em đang ở đâu? Quận 9. Quận 9. Dạ. Bạn trai thấy bạn gái thế nào? Rất là dễ thương. Vậy là em muốn sống và làm việc ở thành phố luôn hả em? Nếu mà được thì mình sẽ là lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh. Tại vì từ đây về Đồng Nai cũng gần. Ví dụ như mình làm cuối tuần mình nghỉ mình về mình thăm ba mẹ cũng được. Thì anh cũng vậy. Ở nhà em có mấy thành viên? Nhà em có 6 chị em gái. Nhà anh thì có 2 chị em thôi. Chị gái thì lấy chồng. Có một mình anh là con trai á. Nhất thiết là anh phải ở Đồng Nai không? Lập nghiệp ở đâu thì mình sống ở đó, rồi mai kia ba mẹ già rồi không phụng dưỡng được thì mình sẽ đưa ba mẹ về. Dạ, chắc chắn là điều đó là mình phải thực hiện rồi. Dạ. Cảm xúc của ngày hôm nay, giờ phút này thấy như thế nào? Thì anh hy vọng là anh với em cho nhau một cơ hội. Mình sẽ tìm hiểu, tiến tới xa hơn. Nếu mà đã có duyên tới đây rồi thì cũng nên cho nhau một cơ hội. Thôi để tay nước bấm. Chuẩn bị. Suy nghĩ thật kỹ em nha. Chỉ có 3 tiếng đếm thôi, các bạn sẽ quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn. Mình nắm tay đi, nắm chặt nào. Để ấn tượng cái ngày gặp mặt hôm nay nha. Đây là chiếc vé xem phim. Chúc bạn sẽ có những không gian để tìm hiểu nhau kỹ hơn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh với các hệ thống của áo cưới Allen nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:50 thứ bảy và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Em nhậu nhiều và mập. Môn thể thao duy nhất mà em biết chơi là môn đi bộ. Mà đi bộ trên máy có nhậu, em không có thích mấy anh mà lấy nhậu là niềm vui. Mời bạn nam. Ồ. Ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Dễ thương. Thôi mời em ngồi. Mình giới thiệu về mình đi bạn trai. Em xin chào mọi người. Em xin chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường và mọi người xung quanh ở đây và bạn kế bên ạ. Em tên là Nguyễn Xuân Nam, năm nay 33 tuổi, đến từ Bình Dương và công tác tại Sun Gold Harmony. 33 tuổi? Dạ. Là bạn ở Bình Dương luôn? Dạ.
Làm công việc gì bên này chưa nghe rõ công việc? Em làm bộ phận điều hành gôn chị. À, làm sân gôn chị. À, làm sân gôn, hiểu rồi, hiểu rồi. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Huyền Linh. Dạ, em tên Lê Thanh Thảo, năm nay em 26 tuổi. Hiện tại em đang là kế toán, em sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. À, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì nè? Dạ, điểm yếu của em là môn thể thao duy nhất mà em biết chơi là môn đi bộ. Mà đi bộ trên máy chứ không đi vậy là cũng tốt rồi, có vận động là được rồi. Dạ, đôi khi mệt mệt á là em ngủ quên á, vừa đi vừa ngủ rồi bị lọt ra khỏi máy. Đi mà ngủ rồi hả? Dạ, kiểu như mệt á, cái nhắm mắt á, cái đi lạc lạc lạc, còn cái lạc trôi khỏi máy. Lạ quá ha, dạ. Hàng chi thể dục rồi, quá trời trai. Điểm mạnh điểm yếu em là gì? À, điểm yếu của em á là em nói thẳng ra là em nhậu nhiều và mập. Hả? Điểm mạnh của em á là hòa đồng, nhiệt huyết trong công việc và em là một cái cười trong công ty. Ồ, cái cười công ty. Tại vì em diễn kịch hài ha. Em có thể khiến người ta cười. À, chẳng hạn như chị Cát Tường ơi. Ơi. Hôm nay chị rất đẹp chơi. Ờ, cảm ơn em. Chưa có cười. Chưa đủ cười không chị? À. Rồi, cảm ơn, hay ha. Rồi, dạ. Bạn gái còn có khuyết điểm gì nữa không? Khuyết điểm gì nữa không? Ờ, nói nhiều. Dạ, em nếu mà trúng chủ đề là em nói nhiều, nói liên thuyên á. Tình trường thì sao? Mình trải qua mấy mối tình rồi. Em trải qua khoảng 3 mối tình đó chị. Khoảng là sao? Dạ thì có những cái nhẹ nhàng lúc qua thì không tính. À, giờ tại sao chia tay? Dạ, gần đây nhất thì lý do muôn thuở thôi chị. Là... Không hợp nhau? Dạ đúng rồi, lý do muôn thuở. Không hợp là không hợp cái chỗ nào? Em cũng không có tìm hiểu sâu về lý do á. Tại vì nếu mà đã hết tình cảm rồi thì đơn giản là không hợp thôi. Dạ. Rồi, bạn trai? Nói đúng ra có một mối tình thì cũng đúng mà cũng không đúng. Tại vì em yêu đương phương người ta. À. Em theo đuổi người ta 2 năm mà người ta chỉ coi em là bạn thôi. Ta biết em thích người ta không? Dạ biết chứ chị. À. Em đưa rước rồi em rủ đi ăn mà người khi người ta buồn á, người ta nghĩ tới mình mà người ta hết buồn kiếm người khác. À. Rồi mà lý do mà em đến với chương trình này á, tại vì bạn bè em cũng lớn, bạn bè em nó cũng có gia đình hết rồi. Mỗi lần đi chơi á, nó bắt em giữ con. Ai giữ con? Em giữ con cho tụi nó. Trời đất ơi. Chứ lại mỗi lần á, khi mà con nó không chịu ăn cơm á, đem em ra hồ gọi điện em. Ủa sao vậy? Em thấy ghê luôn hả? Em có uy với tụi nó lắm chị. À. Em nghĩ tụi nó không phản kháng được luôn. À. Em hồn cái không mang là chú Năm qua tới nơi á, mình liệu ăn nha. Chú ăn thịt đó nha. Ví dụ vậy. Thấy cái bụng chú không? À. Khi mà đi chơi á, đi ăn uống á, người ta có cặp có đôi, mình đi một mình. Trời, thấy thương quá. Ngày lễ gần đây nhất á là 30/4 á, tụi nó nói thôi, mày ở nhà đi, không có bạn gái ở nhà chứ đi theo làm gì với con nữa hả? Tụi nó nghe đau lắm. Đau chứ. À, một mối tình đơn phương từ xưa giờ luôn. Dạ. Trời đất ơi. Mà em cũng hiểu sao đó. Em á thì vừa lanh lẹ, vừa hoạt bát, nói chuyện rất là hòa đồng. Mà không có tán được cô nào, chết chứ. Không tán được luôn. Không, bữa nay không biết cố gắng. Anh lên chương trình này có tán được không nữa. Rồi bữa nay cố gắng nha. Một chút xíu nữa chị sẽ coi, chị hỗ trợ cho. Bây giờ em muốn kiếm người bạn gái như thế nào? Em muốn kiếm một người bạn gái vừa hiền mà có cá tính chút xíu. Hiền mà có cá tính. Dạ. Rồi sao nữa? À, ngoại hình có cái mẫu hình lý tưởng như thế nào không? Dạ, cỡ đẹp mỹ tâm được rồi anh ơi. Như ai? Hàng chị ế. Trời đất ơi. Điều gì em không thích cho người bạn gái? Dạ, em chỉ thích không thích một điều, đó là đứng núi này trông núi nọ thôi chị. Rồi, để hỏi bạn gái mẫu bên đây. Người bạn gái thế nào? Em thích một mẫu bạn trai á là chuẩn men chị. Đầu chuẩn men. Dạ. Quá men luôn. Dạ. À, có chí tiến thủ trong công việc. À. Rồi. Nói chung là suy nghĩ lúc nào vui vui nhưng mà lúc nào cần nghiêm túc thì nghiêm túc. Dạ. Về ngoại hình. Cao hơn em đi, cao nhiều đi. Rồi. Dạ, tại em thấp con quá. Em nhỏ con cao quá. Cao hơn em nhiêu là đủ em? 1m7 không anh? 2 phân nữa em. 2 phân nữa hả? Bớt chút xíu được không? Dạ giá hả? Dạ được. Dạ rồi. Cũng ok. Có mẫu người lý tưởng không? À, mẫu người lý tưởng của em thường là những cái nhân vật mà có lý trí á. Kiểu như là Tổng thống Nga và đi... Trời ơi. Thiên gì đó. Anh ngó giùm em cái người lên. Để cho người ta ngó chứ. Nói xong là bịt mặt. Ăn hết đi em. Còn gì nữa không? Em ví dụ vậy thôi. Ờ, chứ... thí dụ vậy. Dạ, ví dụ thôi. Chút xíu giống vậy. Muốn gì nữa nói dành luôn đi. Anh muốn kiếm cho. Muốn là, hả? Dạ thì nói chung là anh đó lễ phép với người lớn á. Mấy anh mà biết cư xử á.
thì với bạn bè đồng nghiệp khác mà với người lớn tuổi khác, nhưng mà với em thì đó thì khác. Được rồi, nhưng mà đừng có nhậu, em không có thích mấy anh mà lấy nhậu là niềm vui. Em ơi, không nhậu sao lên chức lên lương em? Dạ thì đó là nhậu công việc á anh, còn nhậu là niềm vui, là cứ vui không vui cũng nhậu, mà buồn cũng nhậu, không vui không nhậu buồn cũng em nói nhậu. Vậy cũng đúng, có nhiều người đâu có nhậu. Dạ, thì vẫn lên chức lên lương thôi. Dạ, có khát vọng như em là tốt, mình có thể hướng đến điều một cái điều gì đó, đó là thần tượng của mình, ví dụ Putin chẳng hạn. Dạ, có thể gì đó không sao cả, mình phấn đấu cho dù có thể xa vời quá nhưng mà mình có khát vọng chứ. Được rồi, bây giờ cái điều gì em ghét nhất ở người bạn trai? Ghét nhất ở người bạn trai hả? Em thích những người điềm đại, em cho nên là em không thích những người nói nhiều. À, dạ, nói nhiều dành nói với em sao? Đúng rồi, đúng không? Rồi bây giờ đây nó chết rồi. Bên đó nói nhiều phải không? Rồi bây giờ nếu được thì khi nào em tiến tới hôn nhân được? Hiện tại em đang học đại học, em vừa làm vừa học. Mấy năm nữa mới xong? Dạ, theo cái dự định của em là tới 2019 là em sẽ xong cái việc học hiện tại của em, nhưng mà em muốn học nữa. Học nữa? Dạ. Học gì, học hoài vậy? Nhưng mà vừa học vừa lấy chồng vừa đi học được không? Em nghĩ là em chưa sẵn sàng để lấy quá sớm á chị. Vậy thì bao nhiêu năm nữa mới là sẵn sàng? 29-30 gì đó, lúc đó sẵn sàng làm mẹ rồi. Là 4-5 năm nữa hả? Dạ không đến nỗi 4-5 năm đâu, tính 3 năm thôi chị. 3 năm nữa. Dạ. Rồi nếu làm dâu em đi làm dâu được không? Em cũng hụt dạng hơi cá tính á, nhưng mà dạ cũng gom gom vô khuôn được, chắc không đến nỗi. Em không thích tật xấu gì của bạn trai em? Đó, em không thích nhậu anh Huyền Linh. Bạn trai nhậu nhiều lắm đúng không? 2 tuần nhậu lần. 2 tuần nhậu lần, lần nhậu 2 tuần. Tại vì lên chương trình này á, mình nói chuyện hòa đồng, mình nói cho người ta hiểu mình, thì không thể nào đánh giá qua những lời nói mà biết được người ta có chín chắn hay không. Mà bây giờ hỏi tật xấu thì mình có đi nhậu thì mình phải nói, chứ không nói rồi sau này về trách móc làm sao. Đúng rồi, đúng rồi. Mình có sao mình nói vậy chứ. Đâu có giấu giếm được mà. Nhưng mà bỏ nhậu được không? Bớt lại. Em đã bỏ được cứ 2 tuần em mới nhậu 1 lần thôi á. Em bỏ được 6 tháng nay rồi. Đó, coi kìa, đó, đó. Nhậu nhiều đó ảnh hưởng đến sức khỏe nữa. Giờ chờ 3 năm nữa mới tính tới chuyện hôn nhân được, em chờ nổi không? Bạn bè em bây giờ con đã 8 tuổi, 9 tuổi. Mà bây giờ em đi coi trẻ thêm 3 năm nữa. Tắt chết quá hả? Từ lúc mà đăng ký tham gia chương trình em chờ riết mà em từ mà 87kg mà giờ lên 95kg. Hả? Ủa sao kỳ vậy? Cứ mà chờ mà suy nghĩ cái... Buồn cái nhậu. Suy nghĩ cái bị buồn stress ăn không? Em ơi, không có nhậu. Dạ, stress cái mình ăn vô để mình giảm stress. Trời đợi mà lên gần, một gần cả chục kg. Quá, 7kg rồi. Bây giờ có kế hoạch gì để giảm cân không? Dạ có chị. Hiện tại em đang giảm cân chị. Em xuống còn 90kg chị. À, cố gắng giảm lúc nữa nha. Lúc mà chương trình gọi em là đúng lúc mà casting đó chị. Em là 95kg. Mà 2 tuần lễ em cố gắng ép ký. Hiện tại giờ đang ngồi trên chiếc ghế này là còn nhiêu ký? 90. 90, bây giờ cố gắng. Một tháng nữa còn 85. Được chị. Cố gắng nha. Tập thể dục, đi bộ. Ngủ cô này đi bộ, mà đừng có ngủ, đi thiệt sự á. Còn cái chuyện mà chừng nào kết hôn thì một lát hai bạn gặp nhau rồi mình trao đổi với nhau. Dạ, vậy em ha. Cảm ơn chị. Rồi. Rồi em trai đi với ai ơi? À, hôm nay em đi với chú em. Xin chào chú. Chào Huyền Linh, chào Cát Tường, chào tất cả các vị khán giả. Dạ. Tôi là chú ruột của cháu Nam. Thì tới đây cũng là cái duyên của hai cháu. Thì hai cháu cứ cho nhau một cơ hội để... Thấy mình đàn gái được không chú? Chú nhìn thì hai đứa thì cũng xứng đấy, nhưng quyết định hay không là ở cháu. Rồi, cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Mẹ em đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với lại mẹ em, với em gái em. Dạ, à, với rồi. Người bạn của em. Xin chào anh Quỳnh Linh. Dạ, chào chị Cát Tường. Chào. Tôi là mẹ ruột của Thanh Thảo. Thì thấy người bạn trai này thì cũng vui vẻ, hòa đồng. Nhưng mà đứng... nhà thì không ai biết uống rượu hết, nhưng mà kiếm người rồi cũng như là tương lai của cho cháu là đừng có nhậu. Đó, thấy không, nhậu là ta sợ. Cưới cô gì đi. Dạ. Nếu mà con quen được em gái đó thì con chỉ có ngày cưới con sẽ nhậu thôi. Còn các ngày khác và sau khi lấy dập gia đình con sẽ không nhậu. Con nói được, con làm được. Hứa đó nha. Rồi, cảm ơn cô. Rồi. Bây giờ chúng tôi sẽ mở rào để cho các bạn gặp mặt nha, trò chuyện với nhau. Mở rào. Dạ, chào anh. Dạ. Cái này trước, tặng hình mình trước đi. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ. Đây là nickname của anh luôn á. Dạ, anh Doraemon. Dạ. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ, tặng anh. Tính đồi quá ha. Rồi mình tâm sự đi.
anh gặp em anh rất là bất ngờ. Em rất là đẹp. Không như anh tưởng tượng. À, là em muốn đi học như vậy á thì có ảnh hưởng tới công việc của em không? Dạ em lúc nào cũng vừa làm vừa học hết. Nếu mà không học đại học thì em cũng học những cái lớp ngắn hạn hay là những cái lớp ngoại ngữ. Nên là bản thân em phải biết tự điều phối cái việc đó. Em điều phối vậy á, anh có thể dính một thời gian điều phối cơ hội cho anh gặp em không? Anh ở Bình Dương còn em thì ở đây. Em nếu mà gặp thì một tuần chắc gặp được một hai lần. Và thì dạ. Cái đó là do em điều phối thôi chứ anh tuần 7 bữa được. Nào, tuần 7 dạ. bữa được. Mình có hút thuốc không anh? Mình không. Dạ. Anh nhậu có một chút không? Dạ, là em bị suy hô hấp á, em không chịu được mùi thuốc lá, thành ra là rất là mong muốn là bạn trai hoặc là sau này chồng á là cai thuốc hoặc là không hút thuốc. Dạ. Hên cái anh không hút. Dạ. Thì cái tuần tuổi này á mà chưa có bạn gái mà mấy bạn hỏi làm sao mà sếp cứ ở vậy chứ hả? Cái em nói thiệt tình á là ai muốn vậy đâu. Hiện khổ quá. Bữa nay cố gắng hết khổ đi, bây giờ mình sẽ tính cái chuyện kết hôn với cổ đó. Anh nói thiệt toàn anh luôn á là anh á quen cỡ 6 tháng đến 1 năm là tức là năm 2019 á là em có thể lập gia đình không? Anh không muốn mà bây giờ mà cha già con mọn đúng mà con nó nhỏ mà mình phải cày đi nuôi nữa hơi cực em. Này nó thật lòng. Dạ. Em còn mấy việc á muốn làm trước khi kết hôn. Năm rưỡi em. Dạ. Thì em chắc em với anh cũng có duyên gặp nhau thì chúng ta có thể nói chuyện rồi hẹn hò hay gì đó thì để mà em có tâm lý vững vàng hơn. Tại vì em suy nghĩ em mà kết hôn rồi là em sẽ làm mẹ luôn. Cô ơi, cho con hỏi là nếu như em nó chuyển công tác về Bình Dương á cô. Ví dụ con xin cho em nó về Bình Dương thì cô có chấp nhận không? Đó là ăn thua duyên của hai của Thảo thôi. Thì có chồng thì xuất giá đồng phu thì chồng đâu vợ đó. Dạ. Vậy con cảm ơn cô. Là nếu như em cho anh cơ hội, anh sẽ tạo mọi cơ hội ngược lại cho em. Quen nhau á thì lúc đó là thời gian là đẹp nhất. Khi mà em đã quyết định đến hôn nhân á, đó là thời gian mua hai sợi dây xích lại với nhau. Dạ đúng rồi. Em có thể làm những điều gì đó, em đi du lịch cũng được, hay là làm những gì đó anh sẽ làm cùng em. Quá tốt. Đúng rồi, em thích đi du lịch lắm. Em muốn đi phượt hay đâu cũng được, anh có nhóm của anh riêng. Đi phượt bằng đi bộ được không? Được anh, sân golf em rộng lắm, 172 hecta. Đúng rồi, phượt kiểu đó là ốm. Em có chắc là em xin được việc cho bạn gái nếu bạn gái về Bình Dương không? Công việc của em ổn định chưa? Chắc chắn, sếp em nói rồi, nếu như mà rước được cô ấy về á, sếp em sẽ cho đãi đám cưới tại sân golf và nhận em nói về làm luôn. Hay quá. Anh nghĩ rằng đó là một trong những cái điều mà trước khi sếp em dặn đúng không? Dạ. Em thấy sao? Nghe cũng hấp dẫn anh. Hấp dẫn đấy. Dạ. Bây giờ trước khi kết thúc thì em hãy nói một câu gì để cho bạn gái có thể tin tưởng. Em à, em hãy đi đi. Khi em quay lưng lại á, sau lưng lúc nào anh đi sau lưng. Em cứ đi đi, cứ quay lại lần sau lưng là có anh đó. Dạ, em không biết nói gì á, tại vì đang cảm xúc á, đang cũng cảm động đúng không? Dạ, nghe câu nói có cũng cảm động. Có bao giờ ai nói với em điều đó chưa? Dạ chưa anh. Đây, chưa trai, luôn. Rất là chân thành nha. Thôi được rồi. Bây giờ quyết định là do em. Rồi, đặt tay vào nút bấm nha. Đây, bên trái. Bạn trai có thể hát một bài hát hay đọc một bài thơ nào để thể hiện cho cô ấy. Rồi ta tiến hành bấm nút. Em nói thiệt chứ mấy bạn đều biết chuyện Doraemon á. Em hát như cha em đó anh. Rồi, em có thể hát tặng cô gái đi. Trước khi mình thêm một lần nữa để xem thuyết phục cô gái. Ở đây tôi đã thấy trên ngọn núi cao có hai người yêu nhau. Rồi, hy vọng là ở nơi đó họ chỉ có cây đàn và chỉ có tình yêu thôi. Nào chuẩn bị để tay nút bấm đi các bạn. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Bấm nút hay không bấm nút tùy theo các bạn. Và nếu chúng ta đã bấm nút thì chúng ta phải chịu trách nhiệm với cái nút bấm của mình. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi, mời em. Nắm tay nhau đi hai bạn. Rất đẹp đôi. Bây giờ mình nói đi. Xin phép bác cho chúng con hẹn hò. Con xin phép bác và các bạn ở đây. Nếu như bác chấp nhận cho con xin phép hôn bằng nó. Bắt đầu. Từ từ nha, từ từ nha.
Doraemon chiếm được Doraemon rồi nào. Doraemon chiếm được Doraemon. Cái chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 lấy chiến thắng gửi tặng các bạn. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp bộ TX trên toàn quốc. Tặng hai bạn một bộ sản phẩm cốm trẻ hóa trị nám đẹp da Skin Food do công ty Hoàng Zach Anh sản xuất và phân phối. Phần quà dành cho hai bạn là một chiếc Smart TV Akino tinh hoa công nghệ thăng hoa cảm xúc 40 inch trị giá 6.990.000 đồng. Chiếc TV này sẽ nằm trong ngôi nhà của các bạn nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Hey, mỗi bạn sẽ nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát Yakio ở tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Và nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân thì sẽ được nhận một chiếc máy lọc nước Yakio trị giá 8.690.000 đồng. Máy lọc nước Yakio sản xuất 100% tại Hàn Quốc, được nhập khẩu và phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Yakio Việt Nam. Đây là một cặp gối của nệm cao su Đồng Phú, một cái thẻ giảm giá 25% của tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam nếu bạn mua các sản phẩm trên chi nhánh toàn quốc. Cố gắng lên nha, em cứ đi phía sau lưng sẽ có anh. Thôi em đi trước đi, sau lưng là anh đi sau anh đỡ. Từ từ, bình tĩnh, bình tĩnh từ từ nha, chậm rãi thôi. Xứng đồ dễ sợ. Khi mà em nổi giận lên á, thường em hay kiếm một cái chỗ yên tĩnh để em ngồi. Nếu em đồng ý mà bấm nút hẹn hò với anh á, sau này mỗi sáng thức dậy á sẽ là một ngày tuyệt vời đối với em. Em xin xác nhận là nếu mà lần này chị không hẹn hò với anh Thanh nó sẽ rất là tiếc. Như vậy chúng ta đã kết nối được cặp đôi đầu tiên, còn bây giờ xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, ngồi đi em. Rồi, mình giới thiệu về bản thân mình đi. Dạ em xin chào chị, em chào anh Quỳnh Linh và anh trai bên kia ạ. Và em xin chào quý vị khán giả. Em là Mai Phạm Minh Thùy, năm nay em 29 tuổi. Quê quán của em ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện thời em cũng đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm ở bộ phận phát triển sản phẩm du học của công ty Vietravel ạ. Mời bạn trai. Em xin chào anh Hiền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn nữ cùng quý vị khán giả trong trường quay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trần Công Thanh, năm nay 33 tuổi. Em đến từ Bình Thuận. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Lúc trước thì em có đi làm sale bán bánh kẹo lên, rồi đi buôn bán nhỏ lẻ, nghĩa là tự mình mua đi bán lại. Sau một thời gian cảm thấy nó thất bại, cái bây giờ là hiện tại là em đang làm lái xe. Mình làm giờ hành chánh hay mình có đi công tác hay đi đêm không em? Em thì em làm giờ hành chánh chị. Còn nếu mà đi công tác thì đi khoảng 2 ngày là về lại. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh của em là em có tinh thần cầu tiến, nghĩa là em luôn tìm kiếm và học hỏi những cái điều mà mình chưa biết á, sẵn sàng mà ngồi lắng nghe khi mà bạn bè hay ai mà cần muốn tâm sự với em. Còn điểm yếu của em á là khi mà em muốn làm gì á em rất là nóng vội, nhưng mà nếu mà có một người bên cạnh mà ủng hộ và động viên như bạn gái bên cạnh á thì em có thể khắc phục được cái nhược điểm này. Bạn gái thì sao, mình ưu điểm khuyết điểm là gì nè? Em có một cái ưu điểm cũng là khuyết điểm của em, khi mà em nổi giận lên á thì thường em hay kiếm một cái chỗ yên tĩnh để em ngồi cho nó ngồi xả cái cơn giận, không muốn người khác làm phiền trong lúc đó. Có một cái nữa là tính em hơi trầm, khi mà gặp người lạ thì có thể là cảm thấy em rất là lạnh lùng, hơi chảnh, nhưng mà thực ra khi mà quen rồi thì sẽ thấy em hơi lạ. Có nghĩa là do người ta đánh giá được mà mình hơi sai chút xíu thôi, dạ, đúng không? Rồi. Tình trường mình thì sao? Trước đây thì em có yêu đơn phương một người khoảng 7 năm. Sau đó thì em nghĩ thì mình không nên như vậy nữa, cho nên em bình thường trở lại. Thì bây giờ em vẫn giữ mối quan hệ bình thường, vẫn nói chuyện rất là bình thường. Rồi có mối tình nào mà chính thức ai yêu nhau không? Cách đây khoảng hơn 2 năm thì em có tìm hiểu thử một người khoảng 3 tháng mà cảm thấy không phù hợp, cho nên không có quen nữa. Coi như mình chưa có mối tình nào sâu đậm hết. Dạ chưa. Rồi tình trường bạn trai sao nè? Em thì em có một cái mối tình mà cách đây chắc được 6-7 năm rồi chị. 6-7 năm rồi. Thôi bây giờ mình bỏ qua đi. Mình muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Xin thưa danh Hiền Linh, là em là người Thiên Chúa giáo. Dạ, cho nên cái điều đầu tiên của em là em thích một người mà cùng tôn giáo với mình. Rồi, bạn gái bên kia? Dạ em cũng đạo Thiên Chúa. Tốt hay quá. Mẫu người lý tưởng như thế nào em?
của em hả anh Quỳnh Linh? Ai cũng được, bạn gái cứ đi. Thôi nhường cho bạn gái. Trước khi đến đây thì em có viết một cái lá thư cho bạn nam bên kia, thì em có thể chuyển cho bạn nam bên kia được không ạ? Từ đây chị chuyển cho. Thơ này là yêu cầu gì đó phải không hay sao đây? Dạ đúng rồi, miêu tả về cái người bạn nam mà em nghĩ hình dung là bạn ấy được quyền mở ra xem đúng không? Dạ nhờ bạn nam đọc giùm em. Chị là người đưa thư, em hãy đọc cho mọi người cùng nghe. Gửi anh, người lạ sắp thành quen, không biết anh cảm thấy thế nào, chứ em thì đang hồi hộp lắm. Em đoán thử anh nha, anh chắc hẳn là một người nam thần có giọng nói trầm ấm nhất trên đời, cao hơn em một cái đầu. Để thi thoảng em sẽ hỏi anh, không khí ở trên có trong lành không anh? Mặc dù anh có thể nấu ăn không ngon bằng em, nhưng bảo đảm rửa bát ngang ngửa như em, anh sẽ tình nguyện là thùng rác để em xả khi giận hờn, bực dọc, thậm chí ngứa răng em cũng có thể cắn. Đọc đến đây, anh có thấy xúc động về khả năng viết lách của em không? Chắc hẳn là có anh nhỉ, vì em cũng copy từ biết bao nhiêu trang web mới ra được. Nhưng mà cảm xúc của em là thật, mong muốn được gặp anh cũng là thật, chứ không phải là copy đâu. Trời ơi, ông đọc cái lá thôi, chị thấy mất hứng quá. Thôi, thôi, coi đọc có mấy chỗ quan trọng nè. Em đoán thử anh nha. Anh chắc hẳn là một nam thần có giọng nói trầm ấm nhất trên đời này. Giọng trầm không em? Quá trầm. Rồi. Cao hơn em một cái đầu, cao hơn. Em mét mấy? Dạ, em mét 65. Cao hơn em một cái đầu, để thỉnh thoảng em sẽ ngước lên hỏi anh, không khí ở trển có trong lành không anh? Ừ, thì anh còn biết nấu ăn nữa nè. Mặc dù anh có thể nấu ăn không ngon bằng em, nhưng đảm bảo anh rửa chén rửa bát ngang ngửa như em. À, tức là muốn em rửa bát rửa dĩa đó ha. Rồi, anh sẽ tình nguyện là thùng rác để em xả khi giận hờn. Trời ơi, bực dọc, thậm chí ngứa răng, em có thể cắn, có thể cắn, cắn anh. Chà, cái này căng rồi nha. Để em qua em hỏi bạn gái coi. Tức là em nóng lên em cắn hả? Dạ không, em nói cái đó là em copy trên website, mấy cái trang web thả thính thôi. Thì em copy nhưng mà em cũng gửi vậy là ý em vậy rồi. Mà đúng gửi không? Gửi cắm vô. À, dạ bình thường em đánh cho em không cắm. Đánh luôn. Đúng, quá dữ luôn hả? À, nói tóm lại là anh bên đây thì rất là hiền. Có thể lúc em nóng giận anh sẽ nghe hết ha. Anh này là tài xế. Anh đi đây đi đó. Em có ghen không? Ờ, nếu mà không có gây ra những cái gì mà mập mờ thì em sẽ không có ghen. Vì em cái đó là tính chất công việc rồi anh. Em ghét cái gì tật xấu của người đàn ông? Dạ em không thích đàn ông nói nhiều. Anh không nói nhiều? Dạ, nếu mà vậy quá hợp. Anh hiền ha. Nói chung là anh có kiên nhẫn đó. Dạ. Rồi, ngược lại mẫu người lý tưởng của bạn trai là như thế nào? Dạ, mẫu người lý tưởng của em thì cao thì cả 1m55 trở lên cũng được. Gì nữa? Thì khuôn mặt xinh xắn một xíu, ăn mặc thì cũng đừng cái kiểu sơ siêu quá đó. Sơ móng tay, móng đỏ móng vàng thì em thấy nó đỏ không vàng nổi chứ có gì đâu. Kiểu như nó rườm rà quá, cái gì mình nó tự nhiên là em thấy nó đẹp rồi. Thích tự nhiên đúng không? Tự nhiên thích được bạn. Được, chị có hết rồi đó. Thôi được rồi, bây giờ hai bạn thấy là ổn rồi đó. Bạn có yêu cầu, bạn có điều gì bạn không thích ở người trai, bạn muốn gì bạn trao đổi trực tiếp luôn đi. Dạ anh Thanh ơi, anh là quê ở Bình Thuận, thì hiện tại đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh á. Thì sau này trong trường hợp mà mình có quen nhau á, thì anh có lập nghiệp được luôn ở thành phố Hồ Chí Minh không ạ? Chung cái mộng của anh là anh vẫn thích làm ở trên thành phố để mà xây dựng sự nghiệp ở trên này. Rồi bao lâu nữa thì mình kết hôn được? Bây giờ em cũng đi làm ở trên này thì cũng ở nhà trọ thôi. Còn kết hôn thì em cũng phải chuẩn bị tiền bạc rồi đó, để mà sau này cưới về mà có thể mướn một căn nhà nhỏ nhỏ. Em nghĩ là 2 năm là nó sẽ chắc chắn nhất. Nhưng mà em có nghĩ rằng em sẽ phát triển kinh tế trong tương lai thế nào không? Dạ có anh, thì bây giờ thí dụ hiện tại là em vừa đi làm, tối về rảnh thì em có đi học thêm. Học gì? Dạ nói thì với anh Nguyễn Linh, em thích nghề MC mà sao em lên trước đám đông anh bị run quá. Thích MC hả? Dạ. À, đi học rồi, đăng ký rồi đúng không? Dạ, đăng ký rồi. Rồi, hy vọng mai mốt em ngồi ghế anh ngồi ghế em. Trời ơi. Dạ không, em thì em không hy vọng cái điều đó. Em chỉ là muốn khắc phục trước đám đông. Rồi, thôi được rồi, mình thấy dạng hơn đúng không? Cặp này thôi, là... cố gắng đi, anh sẽ chỉ cho em chỗ học nha. Dạ. Cặp này có rất nhiều điểm tương đồng với nhau rồi, bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân đi nha. Dạ vâng. Rồi, hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với mẹ em, chị họ với lại các bạn đồng nghiệp ạ. Dạ chào cô ạ. Chào MC Quỳnh Linh và MC Cát Tường và các bạn nam bên đây với các bạn trong trường quay. Tôi là mẹ của Minh Thùy á.
Thì con cho cô hỏi chút là nếu mà cô chỉ có ngại là con cái nghề nghiệp của con là đi làm tài xế đó, cô cũng hơi ngại là không biết là con có đi xa nhiều không. Công việc của con hiện tại là tài xế nhưng mà sáng con đi là chiều con về. À vậy hả, chứ không phải đi công tác tỉnh à, chứ không phải đi xa nhiều ngày hả? Dạ có đi xa nhưng mà chỉ có ít nhất là 2 ngày thôi. Con có nhậu không? Dạ thì nhậu thì con có nhậu nhưng mà bạn bè gặp, nói chung là bạn bè thân của con á, nghĩa là nhậu phải vui thì con mới nhậu, chứ còn nhậu mà cứ như gặp đâu cũng nhậu thì con không nhậu. Mẹ thấy anh này cũng được thì con coi xem là hễ mà được á thì hai đứa cho nhau một cơ hội thôi. Dạ con cảm ơn cô đã nói vui cho con. Dạ, rồi, cảm ơn cô. Cảm ơn cô. À, bạn trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi với lại em gái con của ông cậu ruột với lại người bạn thân là từ thời cấp 2 của em, học sinh cấp 2 mới tới giờ luôn đó chị. Rồi, mời đại diện nhà trai. Em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và chị cùng chơi với anh Thanh và quý vị khán giả trong trường quay. Em là em họ của anh Thanh. Ngoại hình của chị thể hiện một cái gì đó rất là thánh thiện, nhìn rất là hay. Cảm ơn em. Dạ. Và chị có thích một người con trai mộc mạc không? Chị cũng thích. Chị có thích một người lãng mạn không? Lãng mạn cũng có em. Chị có thích một người giàu tình cảm không? Có, cái đó dạ. Là chị rất là cần. Dạ rồi, thì em xin xác nhận là nếu mà lần này chị không hẹn hò với anh Thanh nó sẽ rất là tiếc, vì chị sẽ bỏ lỡ một người như vậy. Rồi, cảm ơn em. Như vậy là gia đình mình cũng đã ủng hộ hai bạn rồi ha. Bây giờ dạ. Là giờ phút quan trọng nhất, hai bạn được gặp nhau. Dạ vâng. Mở hàng rào. Rồi, bắt đầu đi Thanh. Anh có món quà tặng em, cái này là cây nhà lá vườn. Còn cái quyển sách này là vài năm trở lại đây như là một người bạn của anh vậy đó. Nên anh rất là trân trọng và yêu quý. Thì hôm nay là anh đem những cái gì mà anh trân trọng và yêu quý tặng dạ. Cho em. Dạ, em cảm ơn anh nhiều ạ. Em cũng có một cái món quà. Em có làm một cái hộp sô-cô-la gửi đến anh. Rồi, cảm ơn em. Anh thử xem có hợp với mình không? Thấy nó ngọt ngào quá ta. Thôi, hai đứa mình thử đi. Ngon, cảm ơn em. Hai người lên ăn mình, không chia tôi vậy chứ. Cái này cũng thông cảm anh Huyền Linh, bởi vì bạn gái tặng riêng cho em cho nên thôi, biết thân phận tôi rồi, hai người nói chuyện đi. Nếu mà em nghe nhạc thì em thích nghe nhạc gì nhất? Dạ em thích nghe pop ballad. Em có hay hát không? Nghĩa là hay đi hát karaoke với bạn bè. Dạ em đi thì em hát bè không? Bạn trai hát thử thể loại cho bạn ấy nghe đi. Em ấy thì em nói thiệt với anh Huyền Linh là em thích nhạc bolero. Nhưng mà hát bolero đi em. Em mà em hát là thành ra bò lê rào luôn. Cho nên có gì xin phép cho em khỏi hát đi. Kệ nó hát đi em. Rồi bắt đầu. Rồi mai đây kiếp sống có đôi, đời buồn vui mãi mãi bên nhau, khấn xin mẹ thương giọt dịu tình yêu dâng cao. Em xin hát như này. Rồi bây giờ mình tính nói chuyện hẹn hò và kế hoạch tương lai đi hai bạn. Anh thì hầu như là buổi tối anh rảnh, chỉ cần bạn gái rảnh đó. Thì em sẽ chạy qua đi chơi với bạn gái. Dạ. Em cũng làm việc giờ hành chính thôi, thành ra ngoài giờ thì em cũng rảnh. Kế hoạch kết hôn như thế nào? Tương lai, con cái, tài chính, ai quản lý? Cưới vợ thì em nghĩ em đây em còn, con người của em còn giao được cho cổ, tiền bạc thì có gì đâu, cứ để cổ quản lý hết. Con cái thì nếu mà kinh tế tốt thì 5-6 đứa cũng được, càng đông càng tốt. Nãy giờ mình nói hết rồi, cảm nhận cô gái đối diện như thế nào? Bạn gái này thì có một sự trầm tính, nó có thể chia sẻ được. Em có một chút sao động gì đó chưa? Cho em chốt lại câu nói cuối cùng của em. Rồi đi. Chốt đi. Dạ. Nếu em đồng ý mà bấm nút hẹn hò với anh á, thì sau này mỗi sáng thức dậy á, nó sẽ là một ngày tuyệt vời đối với em. Ta tiến hành bấm nút thôi. Các bạn có 30 giây suy nghĩ thật kỹ. Bắt đầu. 1 2 3 hết thời gian. Tốt rồi. Hãy nắm chặt tay nhau nào. Các bạn đã quyết định và phải có trách nhiệm với quyết định đó. Nếu mỗi buổi sáng thức dậy sẽ là một ngày tuyệt vời đối với em. Nhớ câu này nha.
Rồi đây là chiếc vé xem phim dành cho các bạn của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc. Tặng hai bạn một bộ sản phẩm cốm trẻ hóa trị nám đẹp da Skin Food do công ty Hoàng ZN sản xuất và phân phối. Phần quà dành tặng cho hai bạn là một chiếc Smart TV 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, tinh hoa công nghệ thăng hoa cảm xúc. Chiếc TV này sẽ nằm trong ngôi nhà của hai bạn nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân, và mỗi bạn sẽ được nhận một voucher giảm giá 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát Yakio ở tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Và nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân thì sẽ được nhận một máy lọc nước Yakio trị giá 8.690.000 đồng. Máy lọc nước Yakio sản xuất 100% tại Hàn Quốc, được nhập khẩu và phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Yak. Như vậy là ta đã kết thúc cuộc kết nối ngày hôm nay, quý vị. Hai cặp đôi đã bấm nút. Mong rằng tất cả mọi điều tốt đẹp và hạnh phúc sẽ sớm đến với họ. Và bây giờ thì sẽ đến phần may mắn dành cho quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Ngay tại phim trường, chúng ta sẽ có cơ hội nhận được một chiếc Smart TV Akino 32 inch trị giá 4.690.000 đồng nếu như các bạn có chiếc thăm cầm trên tay của mình cùng với số trong cái thăm mà anh Quyền Linh sẽ bốc ngay tại sân khấu Bạn Muốn Hẹn Hò. Xin mời anh Linh. Và chúc mừng cho người có số. Ai đây? Bạn nào đây? 14. Số 14. Ai? 14. Trời ơi, may mắn quá. Rồi, 14 chính xác. Và đây là khán giả may mắn nhất ngày hôm nay đã nhận được một chiếc Smart TV 32 inch trị giá là 4.690.000 đồng đến từ thương hiệu Akino. Chúc mừng anh. Rồi. Các tường xin mời quý vị hãy truy cập vào trang fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò để tham gia trả lời câu hỏi từ chương trình. Và có cơ hội cũng sẽ nhận được một chiếc Smart TV 32 inch trị giá là 4.690.000 đồng. Một lần nữa tôi xin thông báo là tôi có offline Bạn Muốn Hẹn Hò tại thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vào mỗi tuần nha quý vị, thứ bảy và chủ nhật. Nếu như ai chưa tìm được nửa yêu thương của mình thì hãy vào fanpage hoặc là địa chỉ đang chạy trên màn hình để chúng ta có thể gặp mặt trong một buổi offline của Bạn Muốn Hẹn Hò. Mời khán thính giả theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản radio trên sóng VOH của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 9 giờ sáng thứ hai và thứ sáu hàng tuần trên tần số FM 99,9 MHz. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Hẹn gặp lại vào lúc 15 giờ 20 chủ nhật và 22 giờ 45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị có thể theo dõi lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media hoặc là cổng thông tin Love TV, và đừng quên nhấn subscribe quý vị nhé. Một lần nữa cảm ơn nhãn hàng Smart Hair View uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc đã đồng hành cùng với chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại. Trai chủ động, luôn luôn chủ động, hài hước, nói nhiều một xíu. Trước đây thì bố em đưa ra 5-7 tiêu chuẩn, thế nhưng mà qua tuổi 30 rồi thì bố em bảo là ta chỉ cần tiêu chuẩn cô ấy là nữ là được. Biết không à? Dạ. Sợ ma, sợ côn trùng dữ lắm, nhưng mà tiêm con mấy cái tiêm ma là chuyên ra tự mình nhắc mình vậy đó hả? Dạ. Em thì vì là nấu ăn ngon, điểm mạnh em là thích chăm sóc cho bạn gái, như kiểu như nấu ăn, giặt giũ, quét nhà, nói chung em làm được hết. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 15 giờ 20 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.